chào quý vị khán giả và xin chào cả 8 nữ hoàng quyến rũ của chúng ta. Chào vui vậy thôi chứ thực ra cũng đang hồi hộp lắm, tại vì chúng ta sắp sửa bước vào một vòng thi tiếp theo cũng khá là căng thẳng. Quý vị chắc đã rất quen thuộc với một chương trình trên kênh HTV7, đó là chương trình Giải Mã Tình Yêu. Và ngày hôm nay trong chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ, chúng ta cũng có một phiên bản thu nhỏ của Giải Mã Tình Yêu. Và với đối tượng chính không ai khác, chính là 8 cô gái xinh đẹp của chúng ta. Nhưng trước tiên hãy cùng chào đón những vị khách mời đến với Giải Mã Tình Yêu phiên bản đặc biệt này. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên. Và anh chàng gọi là được lời nhất, hời nhất trong vòng thi trước, diễn viên Hiếu Nguyễn. Vâng, và tôi Minh Đức thì cũng sẽ là một trong 3 giám khảo của vòng thi này. Các cô gái ấy sẽ bày tỏ quan điểm của mình trên một chủ đề vô cùng hấp dẫn, đó là ghen như thế nào khi có người thứ ba. Cái tên của chủ đề thì nghe cũng rất là có vẻ đáng sợ. Cách ghen hiệu quả khi người thứ ba hăm he xuất hiện giữa cuộc tình của mình. Các anh chị có bao giờ rơi vào cảm giác là mình cũng cảm thấy bất an, cảm thấy ghen ghen, đang đứng trước một nguy cơ bị một đối thủ khác nó giành mất chưa? Dĩ nhiên theo từng tình huống mà mình xử lý thôi. Là xử lý làm sao mà mình thấy là mình một là tiến, hai là lui, chứ không có thể đứng giữa chừng hai chân kiểu đó được. Thường là các anh hay làm gì lắm. Mình sẽ phải xử lý làm sao mà cho nó tốt cho mình, và rút lui làm sao mà mình giữ được cái thể diện của mình. Còn bản thân của em có một cái rất là, em nghĩ là nó cũng là một cái tốt, cũng là một cái xấu. Đôi khi ấy, người ta đang thích bản thân mình rất là nhiều, nhưng mà em dám nói một câu đó là anh không thể nào mà yêu em, hoặc là anh không thể tiến xa với em. Anh dám nói điều đó. Và bản thân đến ngày hôm nay vẫn cứ có thể nói trước tất cả mọi người là có những người, có những lúc em đã nói câu đó làm cho người ta tổn thương. Mặc dù là họ đã dành cho mình rất nhiều tình cảm, nhưng mình biết mình đã không đáp ứng được thì mình phải chặn đứng nó, để sau này lúc cô ấy đã nhận ra cái điều đó về sau ấy, thì cô sẽ còn tôn trọng em nhiều hơn. Đấy, chúng ta đã nghe rồi ý kiến của cả những cái người mà có cái khả năng mà rơi vào cơn ghen rất nhiều, hoặc cái người mà thường ở giữa trung tâm của những cơn ghen tuông. Thì bây giờ là chúng tôi đang muốn nghe từ phía tất cả các bạn. Thường là khi mà nghĩ đến cơn ghen, cái chữ ghen đầu tiên ấy, thì phản ứng đầu tiên của các em là gì? Với chủ đề ghen với người thứ ba, mỗi cô gái sẽ kể một câu chuyện của mình. Sau đó ban giám khảo sẽ đánh giá khả năng xử lý tình huống của từng cô gái. Cái mà lần đầu tiên em yêu, lần đầu tiên mà em nhìn thấy bạn ở đứng ngoài ban công và mình chỉ cần nhìn thôi là mình cảm thấy thích rồi, thấy tim đập. Là mình phải nói chuyện được với bạn ấy, mình phải có Facebook của bạn ấy. Và khi mà xin Facebook thì em chợt nhận ra avatar hình nền là bạn ấy và người yêu bạn ấy. Nhưng mà hai người chỉ một mình đơn phương bạn ấy yêu cô kia thôi. Và cô kia không còn yêu bạn ấy nữa, cô kia là đã có những bạn trai khác. Nên anh ấy vẫn cố giữ níu kéo tình cảm đó mặc dù mình sống trong đau khổ. Mỗi tối về em luôn ghen với người đó mặc dù không có quyền ghen đâu. Luôn ghen đến nỗi mà em khóc mỗi đêm luôn. Em luôn làm người nói cười khi mà người ấy ở bên cạnh em. Người ấy không thắc mắc hiểu tại sao, ủa sao cô gái này rất là tốt. Lúc mà một đêm em quyết định em không thể chịu được nữa, em khóc quá nhiều rồi. Rút hết sim ra, tháo hết, không liên lạc gì hết nữa. Là trời mưa nha, em đi tùm lum hết, em không ở nhà. Tại bạn ấy kiếm nhà em không thấy, xong đến cuối cùng mưa to quá mẹ em kêu về ăn cơm em mới về. Về thì bạn ấy đứng trước cửa nhà em, ướt nhẹp, gọi là ướt nhẹp nhèm nhèm mà khóc nữa. Ấy kêu chứ giờ thì tôi biết là ai quan trọng với tôi rồi, và tôi sẽ không bỏ mất cơ hội đó. Trong cái khoảng thời gian em yêu bạn ấy thì cái bạn người yêu cũ vẫn còn nàng phạn xung quanh. Gọi là em rất là buồn. Thì em cứ im lặng và chăm sóc cho bạn ấy. Đỉnh điểm nhất là em đọc được cái tin nhắn: anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm, chờ anh nhé. Nghe đó là đúng. Lúc đó em gọi là em không thở được, không thể thở được mà em khóc liên tục cho đến lúc bạn ấy về tới phòng. Em luôn bình tĩnh. Thì lúc bạn ấy về tới phòng thì bạn ấy kêu đừng như vậy, tại vì đó là thời quá khứ của anh rồi, và nói là cái này tin nhắn cũ lắm rồi, em đừng quan tâm nữa. Em vẫn khóc. Rất là thú vị là từ đang đầu tiên là người thứ ba đúng không, rồi trở thành người thứ nhất, rồi cái người thứ nhất biến thành người thứ ba, xong lại về người thứ nhất. Và cũng có ghen với cái người thứ ba đấy, tức là người thứ ba đấy không phải là bỗng nhiên xuất hiện, không phải hăm he xuất hiện, mà đã lừng lững xuất hiện từ đầu câu chuyện. Tôi hỏi là có bạn nào ở đây dám mạnh dạn tự nhận mình đã từng có lúc là người thứ ba chưa? Quỳnh Thi. Em là một tiếp phụ nữ, không bao giờ để đàn ông chủ động trước. Không phải là mình một cô gái thực dụng, nhưng mình cũng phải cần anh ta có một xíu về kinh tế và am hiểu phụ nữ. Và người đó là cũng là dạng doanh nhân. Và một cô gái khác nữa cũng ngồi ở vị trí trung bàn.
Và em cũng tình cờ được ngồi đối diện anh ấy. Giống như có một cái sức hút ma lực nào đó từ cái mắt anh đó, cứ chăm chăm nhìn vào anh đó hoài mà quên mất tập trung là cái người phụ nữ ngồi bên cạnh. Em nhìn là thấy không có nhẫn trên tay. Ý, mình có cơ hội rồi. Cái bắt đầu em nhìn tổng thể cô gái đó, coi cô ta có điểm mạnh là gì. Tới lúc mà cô ta đi toilet á thì em cũng làm bộ đi theo. Em đi theo cô ấy để em đo chiều cao, và tiếp theo là xem cái body cô đó có hấp dẫn không, mình có thể hơn cô ta được chút nào không. Và tiếp theo nữa em tiếp cận làm bộ hỏi chuyện. Bạn cũng đẹp, bạn cũng xinh, bạn đi bên cạnh cái anh chàng bên cạnh bạn á thì cũng có độ manly và cũng hấp dẫn. Xong cái cô ta nói bình thường thì em nghĩ, ôi bình thường vậy là không phải yêu nhau. Nếu mà yêu là sẽ, tại sao vậy vậy? Ủa vậy giờ anh nói là gì của chị vậy? Em từng thấy anh này quen quen nè, nên em muốn hỏi lại phải người cũ của em không? Làm bộ vậy. Cái mới nói, không, đó là anh trai của mình, mà anh trai nuôi. Ồ, khoái quá anh trai nuôi. Thì anh trai vừa đây. Em nghe anh trai nuôi em cũng thích. Ồ, anh trai nuôi thì mình cũng có thể làm em bé nuôi của anh đó. Mình cũng không có mà phải thu hút một cách rất là lộ liễu. Nhưng mà mình có một điểm nhìn nhất định là lúc nào em cũng nhìn chằm chằm vào anh ấy. Và đôi khi á, nói chung là cái ánh mắt của em để hút anh ấy nhìn về phía em. Dạ, và cũng có một cái là ảnh để nhìn vào em lại. Và cuối cùng em cũng đã tiếp cận với anh đó được. Tiếp cận bằng cách nào? Dạ, cái điều đó rất quan trọng, nó tiếp cận bằng cách nào? Thì em có thể bỏ qua tiểu tiết, nhưng cuối cùng là đúng là cái lúc mà lần đầu tiên hai người gặp nhau đúng không? Hai người gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Mà xấu hổ quá, cái tình tiết đó em cũng lại áp dụng toilet nữa. Em biết anh đi vô toilet nam thì em cũng cố tình vừa đi vừa bấm điện thoại gì nè, thì em sắn vô toilet nam luôn. Ôi, cô này gọi là đúng là có mưu lược đấy. Chúng ta đã có hai câu chuyện đầu ấy, cả hai cô gái đều rất là quyết liệt để có được chàng trai của mình. Vậy thì khi đã có được thì trước những cái mối đe dọa đến từ những kẻ thứ ba, đã bao giờ các em đối mặt với cái điều đó chưa, và các em đã xử lý nó như thế nào? Làm anh trai một thời gian thì phát hiện ra là anh này cũng có ý thích thích cô kia. Em ghen theo kiểu là cô ấy đẹp thì em cũng đẹp, cô ấy tài giỏi em cũng tài giỏi, cô ấy kiếm ra tiền không phụ thuộc anh thì em cũng kiếm ra tiền không phụ thuộc anh. Và tiếp theo nữa là em không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh ấy, nhưng chỉ có một điều nhất, yêu nhau thì trong điện thoại anh ấy thì phải là để hình ảnh của hai người, xong lưu tên là em yêu và em là anh yêu. Nó hơi giỡn. Đã bao giờ em nghĩ là khi mà em tấn công như vậy với cái sự quyết liệt của em ấy, thì cái hình ảnh của người phụ nữ nó bị giảm bớt một chút xíu trong lòng của người đàn ông của em đang có chương trình không, hoặc là những người đàn ông khác đang có chương trình không? Để tấn công trước cái bạn kia một bước, nhưng khi đã yêu nhau rồi thì em rất là vô cùng thoải mái, và em không có phải là lúc nào cũng phải ràng buộc anh ấy. Em chỉ làm cho anh ấy nhớ về em, thương em cho bằng cái cảm xúc là em thương anh ấy như lúc đầu, và lúc đó em sẽ thoải mái tất cả để cho anh ấy lúc nào cũng luôn nhớ về em. Em nghĩ xem, nếu mà đàn ông bước ra ngoài chơi nhiều quá, ví dụ bản thân của anh, bạn gái của anh quá thoải mái và anh rất là vui, nhưng mà nếu mà anh đi chơi anh lạc đường thì sao? Cái vấn đề quan trọng để cho anh luôn nhớ về em đó là con bé này nó không ghen. Nó em cảm thấy á, khi mà mình ghen hiệu quả nhất là khi mà họ cảm thấy hối hận khi đã rời xa mình. Câu chuyện của em cũng là về năm cấp 3, tụi em bắt đầu quen nhau từ năm lớp 10 và cuộc tình kéo dài đến đầu năm lớp 12. Đã rất tốt đẹp cho đến một thời điểm mà người thứ ba xuất hiện. Người thứ ba ở đây là học ở một ngôi trường khác. Tụi em quen nhau là cả hai gia đình đều biết, cả hai gia đình đều cho phép. Em là một người cực kỳ nóng tính, thích kiểm soát người yêu của em, nên là em rất là ghen. Và từ cái ghen đó dẫn đến cho bạn cảm thấy là mình mất tự do đi. Và khi mà đã mất tự do thì người ta sẽ nghĩ tới là mình cần một cái gì đó để mình giải thoát, và mình sẽ tìm tới người mới. Và người mới ở đây thì cũng xuất hiện vào đúng lúc mà tụi em đang gặp trục trặc. Bạn trai của em chủ động rủ cả đám đi chơi, và trong đó có bạn đó. Khoảng một tháng sau em phát hiện được, và lúc đó em rất là đau khổ, em rất là lụy. Em khóc suốt 3 đêm, và 3 đêm đó mẹ đều ở cùng với em. Gọi là mình nghĩ là mình không thể sống mà thiếu người ấy được. 6 tháng sau, tính từ lúc bạn ấy quen em và quen cả bạn gái kia, thì bạn ấy lại tìm lại đến em. Phụ nữ ấy, thì ấy, lúc quên, lúc mới chia tay ấy, thì họ rất là đau đớn. Nhưng mà khi họ đã xóa bỏ cái hình ảnh đó rồi thì coi như là đàn ông xong luôn. Còn đàn ông ấy thì ngược lại, khi bỏ rất là nhanh, nhưng mà sau nửa năm ấy, cái người nào mà mình yêu thương nhất ấy, thì nó nằm ở đây này. Đêm về là mình phải suy nghĩ tới người đó, và mình muốn gần người đó. Em
thì không yêu nhiều như các bạn ở đây. Em rung động thì nhiều nhưng mà yêu thì thật ra rất là ít. Em có một mối tình khá đẹp, tình yêu 4 năm, đấy là thời đại học. Thật ra thì mọi chuyện đã rất là tốt đẹp. Thì cái người thứ ba xuất hiện này là ở cái năm thứ ba bọn em yêu nhau. Có thể là hai người vẫn ở gần nhau nhưng mà em cảm thấy cái sự quan tâm nó không còn nhiều như trước nữa. Thì em có đặt ra một vài câu hỏi, liệu hay là do yêu nhiều năm mới như thế, bạn ấy mới như thế, hay là có một vấn đề gì khác làm cho bạn ấy lạnh nhạt với mình. Thì em bắt đầu tìm hiểu, nhưng mà em tìm hiểu trên cái cách là im lặng và quan sát. Cái hôm mà cao điểm nhất đó chính là em thấy tin nhắn Zalo. Mọi khi bạn ấy chỉ hay xài Facebook thôi, nhưng em có thể đoán được cái pass anh ấy cài ở điện thoại. Em nhập lần đầu tiên và đúng luôn. Đó chính là ngày sinh của em. Thì y rằng là đã xuất hiện một câu chuyện rất là thú vị và nhân vật nữ ấy cực kỳ hấp dẫn. Cơn tức nó sôi lên rất là nhiều và em đã có được cái số điện thoại của cái cô đấy. Thì khi mà anh ấy đi làm rồi thì em gọi FaceTime thôi và em gọi nhưng không nghe máy. Có thể là cô ấy đã biết số điện thoại của em, hoặc là cô ấy là người đã biết em nhưng em không biết cô ấy, em không biết người thứ ba ấy. Lúc sau anh ấy gọi lại cho em, anh ấy lại gọi lại cho em. Em vừa gọi điện cho ai đấy? Đúng luôn. Anh ấy biết luôn và thật sự là em rất sốc. Tại vì em đang là chủ quyền. Người đàn ông đấy đang là của em mà. Cái cơn thịnh nộ nó đến một cái lúc mà mình cần phải giải quyết rồi. Em vẫn tiếp tục nhưng mà trên cái phương diện là tôi đang im lặng. Và em như một người bất lực trong cái mối tình của mình. Trong khi mình vẫn đang yêu anh ấy. Thì em lại nhắn tin cho cô ta. Em không nhớ rõ được lúc đấy em nhắn những gì mà khiến cho hôm sau cô ta phải nhắn cho anh ấy rằng em sợ chị Thành quá. Nếu anh muốn tốt cho em thì anh hãy buông tha em. Wow. Và quay trở về với chị ấy. Tóm lại là của Thành là gì? Là khủng bố đối thủ bằng tin nhắn, đúng không? Để cho đối thủ phải cảm thấy sợ hãi, choáng váng. Tại vì em nắm được cái thông tin về cô ấy là cô ấy vẫn còn đang đi học, mới là năm nhất đại học thôi. Thì em nắm được những cái điều cơ bản về cái người phụ nữ khi mà họ năm nhất đại học họ sẽ như thế nào. Và cái tình cảm của họ đối với cái anh chàng lúc đấy rất là bồng bột. Nếu mà bây giờ cô phá vỡ tình cảm hạnh phúc của tôi thì cô cứ chờ xem một ngày nào đấy sẽ có người khác đến cướp cái anh đấy từ cô thôi. Cái cách ghen của em là khi mà có một người thứ ba đến, em biết được rằng là là người đấy có ảnh hưởng gì đến mình hay không. Nhưng mà em vẫn hay kiểu dùng cách dung tây dọa quỷ, nghĩa là bạn đấy xinh lắm, yêu đi, kiểu này nọ đấy. Nhưng mà thật ra cả em ghen chỉ là ghen mồm thôi. Nhưng em không bao giờ kiểm tra tin nhắn, không bao giờ kiểu kiểm soát. Bởi vì kiểu tình yêu mà, mình như kiểu một nắm cáp, mình đâu thể nắm chặt nó được. Từ trước đến giờ em cũng yêu khá là nhiều người. Nhưng mà em nghĩ rằng bây giờ con gái thì rất là nhiều người sinh, càng thế hệ sau họ càng sinh hơn. Thế nhưng mà mình phải có cái đầu và có trái tim. Và đối với em có những nguyên tắc. Và chính những nguyên tắc này phải làm cho cái người đàn ông phải theo em. Và không bao giờ họ dám tự bước ra khỏi nguyên tắc đấy. Thứ nhất, con người chỉ phụ thuộc với nhau hai thứ thôi. Một là tình cảm, hai là vật chất. Nếu mình không bị phụ thuộc bởi hai thứ đấy thì mình đã làm chủ cuộc đời mình rồi. Và khi mà mình không cần tiền, mình luôn có tiền. Khi mình không cần tình cảm, mình sẽ luôn có điều đấy. Em thì từ bé cho đến bây giờ, em chưa bao giờ thích ai trước cả. Nhưng mà tất cả những người đàn ông mà đến với em phải có một cái sự chân thành. Tức là em phải nhìn thấy cái điều đấy, rằng là anh ta không cần thiết phải đẹp trai, không cần thiết phải giàu, không cần có cái gì hết. Nhưng anh ta phải có sự chân thành. Và chỉ có sự chân thành mới được đền đáp bằng sự chân thành mà thôi. Và khi mà mình kiểu yêu thương người ta vô điều kiện, họ cũng sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Khi mà có người thứ ba là mình. Nhờ em cho họ hết tất cả mọi thứ. Bởi vì đấy là người đàn ông của em. Cho dù cả thế giới này quay lưng lại bạn ấy, em vẫn sẽ bảo vệ bạn ấy. Có vẻ em rất là tự tin và cái việc em có thể giữ được. Nhưng mà chuyện đấy là không ai nói trước được cả. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những cái chuyện ngoại tình mà không ai tin được là nó lại có thể xảy ra. Chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì vấn đề ở đây ấy, là các em đã có cái người đấy rồi. Đó, chúng ta hãy đưa ra một cái giả định là các em đã có cái hạnh phúc đấy rồi. Và các em đang rất là hài lòng với cái hạnh phúc đó. Còn đây là bí quyết để giữ cái người đàn ông đó khi mình đã có rồi, khi mà đối thủ của mình xuất hiện. Dạ, em cũng xin nói thật sự thì là bản thân em không có yêu nhiều.
khá thất bại trong tình yêu, nhưng mà em cũng đã có một lần bị một người thứ ba xen vào cái tình yêu cho xảy ra cách đây 2 năm. Thì cái cách em giữ thì lúc đó cũng hồn nhiên lắm, tức là em sẽ sử dụng những người bạn của mình và kể cả những đồng nghiệp của bạn ấy để em có thể kiểm soát được là anh ấy đang làm cái gì và em nhắc nhở anh ấy thông qua việc đó. Lúc đó anh ấy đang đóng một phim truyền hình, bạn diễn của anh ấy diễn cặp với anh ấy, thì em đánh hơi được là có phim giả tình thật một xíu. Em chỉ nhắn tin hỏi nhẹ một câu đầu tiên là nghe đồn là bạn đang đóng phim chung với lại cái anh người yêu của em đấy. Có gì bạn chăm sóc tốt cho anh ấy giúp mình nha. Nhắn tin xác lập chủ quyền. Dạ, xác lập chủ quyền trước đã. Xong rồi, hôm sau em không nói, không rằng em cùng với lại cô bạn gái của cái bạn trai đi chung với lại anh đó luôn. Đi lên và không nói trước, đi thăm đoàn phim, mua rất nhiều đồ ăn và chào rất là kính cẩn với lại tất cả mọi người, và đặc biệt là cô gái đó và người yêu của em. Rất là ngắn gọn, rất là rõ ràng phải không? Xác lập chủ quyền một cách công khai và có tất cả một cái đoàn phim chứng kiến cái điều đó. Cho nên nếu có xảy ra chuyện gì là có cả một cái đoàn phim. Nhưng mà đằng sau cái đoàn phim này... Đúng rồi, nhưng giả sử chưa chắc đó. Bởi vì rằng là đằng trước là khác, nhưng mà đằng sau là chủ quyền của hai người đó khác nữa. Nhưng dù sao thì cũng đã biết là cách xử lý của em. Rồi, nào xin mời Đỗ Diễm. Thật ra thì em không có kinh nghiệm về tình yêu. Em cũng không có kinh nghiệm sống nhiều. Em ngồi đây em lắng nghe các chị nói thì em mới biết được nhiều hơn mọi thứ trong tình yêu như thế nào. Thế em chưa từng yêu ai bao giờ? Tại vì em chưa giờ gặp cái trường hợp như thế này. Em chưa bao giờ gặp cái trường hợp người thứ ba xuất hiện, nên là em không biết phải giải quyết như thế nào. Nhưng mà theo cá nhân em nghĩ á, nếu mà người thứ ba mới vừa xuất hiện á, thì em sẽ xem lý do tại sao họ chen vào được cái cuộc tình của em. Tại sao em và người đàn ông của em lại bị mất cái liên kết đó. Thì em sẽ xem xét lại, nếu mà cả hai người chỉ mới dừng ở cái mức vừa thôi á, thì em sẽ sửa đổi và em sẽ nói với lại cái người đàn ông của em để em thay đổi cái tình hình. Em sẽ giữ người đàn ông của em lại. Còn nếu mà người đàn ông của em và người thứ ba đã quá gắn kết với nhau, đã quá chặt chẽ với nhau, thì em sẽ lùi bước. Tại vì em nghĩ là người ta đến với nhau vì cái gì, người ta sẽ ra đi với nhau vì cái đó. Nếu lúc đấy em vẫn yêu, anh nghĩ thì sao? Em yêu nhưng mà em không chấp nhận được cái chuyện mà người ta đã có tình cảm với người khác rồi. Rồi sau đó người ta sẽ có nhiều tình cảm khác nữa, không phải là em. Em muốn em là người duy nhất. Còn không được nữa thì thôi. Nhưng mà nếu ấy, mai mốt ấy, họ lại là chồng của em thì em sẽ như nào? Anh nói phần đông ấy, đàn ông là tham lam. Anh nói rất là thật và họ chỉ muốn thêm thôi. Xưa đến giờ nó là như vậy. Và hàng ngàn năm rồi mình rất là khó thay đổi. Thì em cũng chấp nhận là em phá tan hạnh phúc gia đình của em rồi. Em nghĩ nếu mà đã là chồng em chọn rất là kỹ. Em không bao giờ chấp nhận có một cái chuyện đó trong cái hạnh phúc của em hết. Và nếu có, em chấp nhận phá tan hạnh phúc đó. Thà là em phá tan hạnh phúc đó để sau này em được hạnh phúc, còn hơn là em ở lại để em chịu cái nỗi đau đó. Nãy giờ thì các bạn gái chia sẻ đây thì có nhiều cái quan điểm mang tính chất chiếm hữu. Cũng là một quan điểm mà mình cũng rất là ủng hộ chuyện đó. Nhưng còn của em là quan điểm là em không chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên em không cần phải nghĩ giải pháp làm gì cả. Nếu như em gặp phải cái tình huống như thế này, trước khi đặt cái chữ ghen thì em phải đặt cái chữ hiểu lên đã. Con người ta ghen chính là cái sự kiểm soát, là cái sự sở hữu, ích kỷ của cá nhân. Nhưng mà nếu mà để mà ghen thì đã hiểu được đối phương chưa mà đòi ghen. Thì em nghĩ rằng khi em ghen là em phải hiểu người ta đã. Khi em hiểu người ta rồi thì em nghĩ rằng là nếu nó đơn giản thì mình sẽ tự giải quyết vấn đề bằng cách giải thoát tư tưởng cho mình. Tình yêu thì sẽ ghen, nhưng có những cái không đáng thôi bỏ qua đi, tìm đến bạn bè để xả stress. Còn nếu như nó là cái vấn đề mà để mình mắt thấy tai nghe rồi thì lúc đấy mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau, ngồi lại và nói rằng hỏi lý do và tìm hiểu cái nguyên nhân. Nếu như mà mình cảm thấy mọi thứ nó đang ngập ngừng quá thì mình sẽ dừng lại thôi. Bởi vì em không phải là một người bất cần đến nỗi mà tôi không cần ai cả. Nhưng đối với em, người đồng hành với em nó sẽ phải là một người mà toàn tâm toàn ý thôi. Nếu như mà nó không còn đồng nhất nữa thì thôi. Rất đơn giản, thì thôi. Đương nhiên anh là đàn ông thì anh sẽ hiểu về đàn ông có thể nhiều hơn. Đó là đôi khi phụ nữ cần mắt nhắm mắt mở. Thực ra đàn ông ấy, bọn anh đó là gì? Khi một người tốt với mình thì trái tim của mình sẽ rung động và thay đổi. Có thể anh là một người đàn ông lăng nhăng, nhưng nếu anh gặp được một cái người mà thực sự họ mà mắt nhắm mắt mở khéo léo, đương nhiên anh sẽ
sẽ cảm thấy mỗi lần cái tội lỗi của anh ấy, anh phải tiết chế nó lại ngay lập tức. Tại vì con người không thể nào thay đổi ngày một ngày hai được. Nhưng mà anh nghĩ là phụ nữ là phải mắt nhắm mắt mở thì ok, mọi thứ mới bền vững được. Em cũng nghĩ thế, tại vì trong cuộc sống mà nếu như cái gì cũng cứ nhìn chừng chừng và rõ ràng thì nó rất là mệt. Với lại em nghĩ có khi có những câu chuyện mà giữa hai người yêu nhau không tâm sự được với nhau cơ, mà cái người đàn ông của mình phải tìm đến người thứ ba. Mà người thứ ba chưa chắc đã là người yêu, người ăn nằm với anh đấy, mà có khi lại là người tri kỷ, người bạn với anh ấy thì sao? Tóm lại câu chuyện ngày hôm nay của cả tám em ấy thì nó cũng ra có muôn vẻ và muôn hình muôn vẻ cuộc đời. Và có những người có cái sở cái máu chiếm hữu cũng hay đấy. Chúng ta có quyền mà yêu thì mình cũng có quyền giữ người đó cho riêng mình. Cũng có những người thì có những cái nguyên tắc đề ra. Chúng ta không biết là đến một ngày nó xảy ra thật thì nó sẽ như thế nào. Nhưng quan trọng là mỗi em đã có một cái cách khác nhau để bày tỏ cái quan điểm của mình, cái chính kiến của mình, tức là một cách khác nhau để giải mã cái tình yêu của mình. Chúng tôi ngồi đây nghe thì có thể mỗi người cũng sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Thì lát nữa đây thôi, chúng ta sẽ biết là cuối cùng thì câu chuyện của ai hay là cách kể chuyện của ai sẽ giúp mình giành tấm vé đi tiếp. Em có thể được nói một chút xíu nữa không ạ? Rồi, ok. Cái ý của em thì nó cũng không có khác lạ gì hết, chỉ là muốn rõ ràng hơn về những cái mà bạn nói. Thì em nghĩ là cách ghen hiệu quả khi người thứ ba xuất hiện. Cách ghen là mình phải ghen đúng hoặc là sai. Nếu ghen đúng thì nó sẽ hiệu quả, còn nếu ghen sai thì nó giống như phí hoài công sức của mình. Nhưng mà thực ra thì chuyện ghen nó đúng sai nó khó lắm. Có những bà vợ mà đi đánh ghen xong rồi bù lu bù loa lên giữa đường giữa xã lầm ầm là bị mất mặt cả chồng. Các bà ấy nghĩ là mình đúng chứ. Các bà nghĩ là không bao giờ nghĩ bà sai đâu. Các bà nghĩ là mình đúng, mình đã làm một cái việc rất đúng. Kiểu ghen đúng người, ý là cái người đó là quan trọng với mình hay không, và họ có thật sự có liên kết với mình, họ có thật sự chân thành với mình hay không. Thì nhiều khi một cái phút nào đó họ chỉ yếu lòng thôi, họ bị thử thách, thì mình có thể tìm cách nào đó để đánh thức họ là mình ở chúng ta đã từng như thế này, và chúng ta không nên từ bỏ cái tình cảm đó thật sự đó để theo một cái giả dối nào đó mà bị hoa mắt đi. Còn nếu mà họ thật sự là không còn yêu mình nữa, họ lạnh lùng với mình, họ như thế nào, mình không có cách gì để nối tiếp, mình không thì cần đây, phải nối tiếp. Là cuối cùng chốt lại là thôi thì thôi, sao? Thì thôi. Đúng không? Dạ. Câu chuyện của em là thật hay không thì nó cũng không phải là chuyện quá quan trọng đó, chỉ có các em tự biết cái chuyện đấy thôi. Cái cách mà các em thể hiện quan điểm của mình, cách các em thể hiện cái câu chuyện đó như thế nào thì nó sẽ cho thấy cái bản lĩnh của các em. Với cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, thì bản thân của anh ấy là một người đàn ông, anh đã hiểu hơn rất là nhiều về chị em phụ nữ. Khi mà có một vấn đề xảy ra trong tình cảm, đó là có người thứ ba xuất hiện. Và sau đây sẽ là phần gay cấn nhất. Các bạn đã qua rất nhiều vòng rồi, và chắc hầu như các bạn đây đã từng có lúc rơi vào vòng nguy hiểm rồi. Chúng ta đã biết cái cảm giác đấy rồi, thì có thêm một lần nữa thì cũng hãy sẵn sàng cho cái thử thách đó. Đọc tên sau đây sẽ là những người đi tiếp và những người bước vào vòng nguy hiểm, tức là vẫn còn một cái cơ hội. Và cơ hội sau này rất rất là thú vị, vì nó sẽ có thể cho thấy thêm một cái khả năng nữa của các em, để các em có thể phát huy được khả năng ăn nói của mình, cái khả năng mà rất có thể là đúng lúc nào đó trong các em sẽ có lúc dùng đến cái công việc này. Đó là công việc của một người dẫn chương trình. Trước tiên là xin mời hai bạn sau đây bước lên phía trên. Đó, đầu tiên là xin mời Kim Anh và Huyền Thạch. Xin mời bạn Huỳnh Thi Thiếu Lan bước sang bên đây. Xin mời bạn Kim Thành Đỗ Diễm bước sang bên này. Và xin mời Mỹ Linh và Minh Tuyền bước lên đứng cùng với Huỳnh Thi và Thiếu Lan. Như mình có một cái gì đấy ở trong đầu mà nó như kiểu ám ảnh mình ấy. Mình luôn nghĩ rằng tất cả những cái việc đấy đều mình đều không làm được. Ban giám khảo sẽ chọn ra 4 cô gái có câu chuyện và cách ứng xử khôn khéo nhất vào vòng an toàn. 4 cô gái còn lại sẽ tiếp tục bước vào phần tiếp theo để chiến đấu giành 2 suất cuối cùng vào top 6. Nghĩa là sẽ có 2 cô gái bị loại, và ban giám khảo sẽ chọn ai đây? Từ những cái ngày đầu tiên, từ những thử thách, thì lúc đó mình mỗi lần mà lọt vào top nguy hiểm mình cảm thấy lo lắng lắm. Mình cảm thấy càng nỗ lực nhiều hơn. Và nếu mình nghĩ lúc đó, nếu mà gọi tên mình mà ra về là chắc sẽ bị đứng tiền đó, sẽ bị cảm thấy là hồi hộp và chắc có lẽ sẽ sợ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà Quỳnh Thi được gọi thì cảm thấy rất là bình thường. Mình bị loại thì mình cũng cảm thấy là một cái điều gì đó ngăn cản cái sự tỏa sáng của mình. Và bây giờ thì đã có 2 nhóm, trong này sẽ có một nhóm đi tiếp, còn một nhóm ấy thì sẽ bước vào một cái phần thử thách. Run á, không thể nào không run được. Nhưng mà hít thở, và có một cái kỹ năng hít thở nhỏ nhỏ là hít thở
sao cho cái lần hít và lần thở nó kéo dài 4 giây và thấy rất là hiệu quả. Anh Đức sẽ nhường Hiếu Nguyễn công bố nhóm đi tiếp. Nhóm đi tiếp của ngày hôm nay đó chính là Đỗ Diễm, Kim Thành. Kim Thành và Việt Thành. Xin chúc mừng bốn cô gái các em đã được thẳng tiến vào vòng sau. Còn lại chúng ta có Huỳnh Thi, Thiếu Lan, Mỹ Linh. Với kết quả này, Huỳnh Thi rất bức xúc và không phục. Em nghĩ cái câu chuyện của em nó rất là thực tế và nó không bao giờ bị lạc đề. Nó đang liên quan tới cái câu hỏi anh Minh Đức đã hỏi và cái chủ đề, và cũng liên quan tới cái chủ đề mà của chương trình đặt ra. Thật sự á, khi ban giám khảo quyết định đưa em vào top 4, em cảm thấy không phục. Rơi vào nhóm nguy hiểm thì Lan thấy ố, tại sao vậy, tại sao mày tụt phong độ vậy. Bước vào nguy hiểm này là một cái bước đời của Lan. Lan cảm thấy mình suy nghĩ khác đi và cảm ơn vì cái lần vô vòng nguy hiểm này.